tự múc ăn đó nha. Giỏi quá. Hôm nay bạn thấy ăn cơm với cái gì? Cơm với thịt gà, canh khoai môn, hầm giò heo. Chỉ béo đường là đủ rồi. Giờ cháu trộn với bơ nhé. Đừng hít, hít nước quen đấy. Cháu ăn cơm giỏi, mẹ vui quá. Cái miệng nhai gì cháu nhìn chứ ghét dữ rồi ta. Nhìn chứ yêu quá. Wow. Cá mập ăn một miếng mồi to luôn. Giờ cần bột mì và một cái dây. Ấu bột vào bát hỗn hợp. Bà sẽ trộn lên. Được rồi, trông ngon lắm. Có dầu bạc đâu ạ? Chưa đâu. Tiếp theo, ta đổ hỗn hợp vào hai khuôn bánh. Cái mặt đẹp trai à. Cười với đồng tiền cho mẹ xem nè. Bánh thế nào rồi ạ? Giờ thì hơi dính đấy. Nhưng mà có xương. Có xương không con? Xương hả? Cho mẹ muộn rồi nè. Chờ trước rồi con ngã ra đây cho mẹ. Nè con ngã ra muộn rồi. Xương phải không? Còn không mượn xương miệng hết. Rồi. Ăn đi con. Tập trung ăn hết đi con yêu. Hết đi con, hết đi. Rồi. Hết chén thứ ba luôn rồi. Đúng vậy, mày quên lên tên.
Pretty good. Mệt không chị? Vâng ạ. Ôi không. Rất chưa con. Đi con, ăn hết chén đi con. Sau đó ta cần bột mì. Rồi, tém sạch luôn. Đường. Ăn xong đi, mẹ tắt phim cho con xem. Rồi, bạn Thánh ăn hết rồi. Yeah. Yeah. Bye bye, bạn Thắng ăn thêm chén thứ tư nha.